Hello anh em và chào anh em đã quay trở lại với channel mình Thành EJ đây. Và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ ở thôi, mình đang up 2 con Rajasaurus tiếp theo để chúng ta sẽ chuẩn bị cho con Rajasaurus này lên được level 40. Chúng ta hiện tại đang có bao nhiêu con Rajasaurus nhỉ? Mình sẽ có đây này, ở trong chuồng này thì mình sẽ có 2 con này, 4 này, 6 này, 7 này, thêm một con nữa là 8 anh em ạ. Một con nữa thôi là ta sẽ đủ số lượng Rajasaurus nha anh em. Mình sẽ tìm tới Carnivores này và tìm tới nó thuộc cái loại là Super Ray và mình sẽ mua thêm một con nữa. Đấy, ok. Và bây giờ mình sẽ up thêm xem nào, mình sẽ làm thêm với một con gì nhỉ? Mình có khá nhiều con mà mình chưa cho lên đấy. Alan qua không biết là làm chưa. Toziangosaurus này. Hình như có một con bên này đúng không? Chưa làm đúng không? Bên này này. Đâu rồi nhỉ? Đây. Diplodocus. Mình sẽ cần thêm khoảng mấy con nữa nhỉ? Để lên level 30 thì 2 con thì sẽ lên được level 20 này. 4 con thì sẽ lên được level 30 anh em ạ. Mình sẽ cần khoảng 4 con Diplodocus nữa thì mới đủ đúng không? Rồi mình sẽ cần thêm xem nào. Chúng ta sẽ cần khoảng 4 con để lên level 30. 2 con thì lên được level 20 đúng không? Còn 4 con thì sẽ lên được level 30. Mình sẽ up thêm Diplodocus. Nó là thuộc kiểu là hệ nước đúng không? Amphibian đúng không? Diplodocus này rồi. Mình sẽ còn một con nữa này. Thế thì vẫn không đủ. Chúng ta xem nó có bán được không? Nó có bán được nhỉ? Diplodocus. Ichthyosaurus hình như không bán con này đúng không? Hiện tại hình như là nó sẽ không bán. Tưởng phải bán nhỉ? À có chứ. Micro. Đây. Con này chưa bán đấy nhưng mà Diplodocus ở đâu nhỉ? Đây mình sẽ thử up một gấp con xem và kích hoạt thêm một cái nữa xem nó có hiện hay không, nó có bán hay không nhỉ? Amphibian này, Labyrinth, Colasuchus, xem nào. Ở đây có nó sẽ bán với giá là 190 ADN anh em ạ. Mình sẽ cần thêm để có thể up thêm một đấy và sẽ tạo ra một con level 40 tiếp theo. Ở đây được luôn này anh em, rất tuyệt vời luôn. Chúng ta sẽ có Rajasaurus, mình sẽ cho hai con này ăn lên này. Mình sẽ cho nó tiến hóa luôn level đi. Tiếp tục là evolution 2 con với nhau và sẽ đợi trong vòng khoảng 2 tiếng thì nó sẽ xong. Khá là nhanh thôi. Ở trên này như cũng xong rồi này. Đấy, chúng ta đã gọi là mở rộng được thêm một khu đất nữa. Mình sẽ lấy vàng đi. Mình đã cho 2 con ăn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho thêm con thứ 3 ăn này. 3 con này. Bên này cũng còn một đống nữa. 4 con này. 5 con này đã xong và chúng ta sẽ nhận được thêm đô la. Ở đây sẽ có một cái cốt 19 à? Ở đâu rồi? Cốt này còn nào đây? Con này là con gì đây? Nó sẽ tốn à không, con này rất là chậm thôi anh em ạ, cực kỳ chậm nhá. Rất là dễ chơi nhỉ. Ok, đã xong luôn anh em ơi. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang với cái rất là chậm luôn. 4 này đã xong. Perfect. Round 3/4. 1, 2, 3, 4, 5. Xong luôn. Amazing. Round 4/4 này. 1, 2, 3. Xong luôn. Không cần phải chơi 2 phát cuối cùng đúng không? Perfect. Kiếm thêm một ít ADN đỏ nữa. Đây thì mình sẽ lấy nhanh thức ăn này. Đấy, mình sẽ trồng thêm một miếng thức ăn nữa. Tiết kiệm vàng một chút đi. Thức ăn miệng khá nhiều rồi. Thức ăn bây giờ tầm khoảng là 12 triệu thức ăn rồi. Cũng chưa cần cho nào ăn vội cả, đúng không? Cho cứ giữ đấy. Tầm khoảng 12 triệu là đẹp. Mình sẽ lấy thêm vàng ở đây. Rồi chúng ta sẽ mở pack ra luôn. Đây, pack free luôn. Mở ra luôn nào. Thêm được một con nữa. Diệp lưu 15 điểm này anh em. Là 7,5 k, 7,5 k. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Event thì cũng xong rồi đây. Chúng ta sẽ kiếm được thêm khoảng là 40 đô tất cả. Tất cả là 40 đô nha. Đấy. Cái SDNA này cũng sẽ lấy thêm một ít này. Cái nhiệm vụ này hiện tại không làm được. Đang thiếu một cái con chim bay. Rồi, chúng ta sẽ vào trong phần Battle để xem là hôm nay có những nhiệm vụ gì. Chúng ta sẽ có một cái Micro SDNA này, một cái Ray Rumble và một cái Clash of Champion. Chúng ta chơi hai này trước. Cái này nó sẽ yêu cầu là Ray và Ray thôi. Chúng ta có nước, có hệ ăn cỏ, nhưng mà không có hệ chim đúng không? Không có rồi. Ray thì không có chim nào khỏe cả. Điên thế nhỉ. Chúng ta sẽ cần một con nước này. Con nước Colasuchus. Yếu thế. Ui, mà nó toàn là con khỏe thôi này. Chơi sao được nhỉ. Ui, một cá tư. Một cá tư máu. Cái này, cái pack này sẽ được cái gì? Cái pack phần thưởng này sẽ là chỉ là Ray. Có thể ra được Ray Hybrid, có thể ra Ray thường. Ui, đều quá anh em ạ. Mình sẽ cần phải có con khỏe nhưng không đánh được. Này không ăn được. Không thể ăn nổi luôn đấy. Nó 1k4 máu này với 1000 máu này, và nó chỉ cho hai con đấy làm sao? Đánh mắt. Thôi rồi mình đánh cái Micro SDNA thôi, với đánh cái Clash of Champion này cũng được. Ok, cái này là cũng khó khăn, không phải đơn giản nha. Yeah. Micro SDNA có mấy trận? Nó sẽ cho 2 trận. Khó phết đấy, không phải đùa đâu. Bây giờ thì chúng ta tấn công kiểu gì đây? Mình sẽ cần hệ nước, hai con hệ nước và một con hệ ăn thịt để giết bọn này. Khỏe thế nhỉ? Hai con hệ nước đây, hai con hệ nước và một con hệ ăn thịt. Mình chỉ có Sacrosuchus thôi với Mastodon thôi. Idominus của nó khỏe quá nhỉ. Spinoraptor này cũng khỏe này. Unasaurus thì tấn công kiểu gì đây? 1634 cả. Khó chơi thật. Thật sự là khó chơi đây. Thế mình có chơi được không nữa? Hay là mình sẽ chuyển qua cái Clash of Champion trước đi. Cái này khó chơi quá. Đây đây, mình sẽ chuyển sang Clash of Champion nha. Và mình sẽ chọn theo hệ nước như thế này. Đây đây, chúng ta sẽ chọn bằng này con. Theo mình nghĩ là lượng này thì sẽ đủ để giết bọn ba này luôn. Cái này dễ hơn cái kia. Theo cảm giác thì dễ hơn cái kia. Con cá 603 300 306. Một đòn là nó giết được luôn mình đấy. Nên mình sẽ thủ một lần đã. Con đầu tiên sẽ là làm chắn đỡ đòn thôi, đúng không? Như vậy là nó sẽ có hai lần. Không biết là tấn công hay là phòng thủ đây. Có lẽ để giành. Nó thủ à? Hay nhỉ. Mình cứ tưởng tôi sẽ là để giành để tấn công mình phát cuối cơ. Chết rồi. Chết luôn rồi. Bó tay. Bây giờ mình sẽ có là 4, 5 5 lần. Tấn công luôn thôi. 1, 2, 950 3, 1663. Để giành thêm 2 lần nữa. Tấn công. Chết mày đi này. Nó sẽ có 3 lần. Tối đa là 3 lần trong phát này. Có dám tấn công luôn không? 3 lần luôn. Ái cha, ghê nhờ. Tyrannosaurus Rex. Tấn công là phát nữa nào. 1 này, 2 này, 1k4 này, 3 này. Phát sau nó sẽ có 4 lần nha anh em. Nó chỉ cần tấn công 3 lần thôi là mình đã chết rồi. Mình sẽ thủ một chút. Thủ 2 này. Xem nào, liệu rằng mình có ăn được bọn này không? Khá là khó đấy, khá là khó chơi nhờ. Đâu phải dễ đâu. Tyrannosaurus Rex tấn công. Ấy chà chà, nó không tấn công đâu anh em ơi. Nó thủ mấy đây? Nó có 4 lần đúng không? Khó nhỉ. Nếu nó thủ 3 thì mình gọi là mình tèo luôn đấy. Mình làm sao mình ăn được? Mình sẽ thủ 3. Không biết nó có thủ không? Nó thủ 4. Yes, hay rồi. Quá hay rồi. Tuyệt vời rồi. Rồi, mình đã hạ nó anh em ạ. Biết ngay nó sẽ thủ cao bởi nó giết mình mà. Tấn công nào anh em, 6 lần. Chạy đi đâu? Không thể chạy đâu được cả. Tyrannosaurus Rex, một bé này, đã chết. Bây giờ là sang với cái trận tiếp theo. Ấy chà chà, khó chơi phết nhờ. Không dễ phết, không dễ thế nào cả. Chúng ta sẽ có một cái cốt 19 này, chơi luôn. Tất cả 3 trận đúng không? Clash of Champion đúng không? Con này thì khá là chậm thôi. 3 lần này, amazing này. Chắc chắn là mình sẽ được cái gói pack legendary trong đấy thôi. Xong luôn. Trận tiếp theo là 3-4. Con này là 1, 2, 3. Mình cần up thêm rất là nhiều con Super Ray hoặc con Ray như vậy để chuẩn bị sẵn sàng. Trên này yếu quá, không ăn thua được. Ray thì mình còn chưa có hai brick nào cơ. Thêm được 220. Vẫn còn một cái cốt nữa này anh em. Chơi nốt cái cốt này luôn đi. Một con Super Saurus à. Con này mình còn chưa đủ để có thể cho lên level 40 được. Một phát này, 2 phát này, 3 4 5 6. Yes, amazing. Round 2. 1 2 3 4. Ôi trời, sao lại còn chậm quá. À, nhanh quá sao ấy. Ấn nhanh quá, bó tay luôn. Không, con này vẫn được. Ô, cái này sao hai cái lần này bị xịt nhỉ? Đếch hiểu luôn tại sao đấy. Đó có kiểu gì ấy. Chúng ta sẽ vẫn được 220 nhưng mà không được thêm cái ADN đỏ thôi. Chúng ta sẽ còn tập trung cái này trước này anh em. Cái này chơi mới là thật sự là khó đây. Pterodactylus. Rồi, mình sẽ cần hệ nước và chúng ta sẽ cần tăng cơ thật là khỏe. Kaprosuchus à? Kaprosuchus nó vẫn đánh được mình. Phải hồi sinh bọn này à thì mới được đúng không? Khó nhờ. Khó chơi thật đấy. Mình xem còn con nào khỏe không. Carnivores thì vẫn sẽ có. Nhưng mà đam nó rất là to. Đam to vật vã luôn. Đây, mình có những con này có thể là trụ được một đòn của nó này. 6, 12. Đây đây, 6, 5, 4 là trụ được một đòn này anh em. Đấy. Bây giờ sẽ là chọn 2 con hệ nước nữa là xong. Ok. Chơi nào đây? Chơi con Mastodon với chơi con Sacro này thì nó chắc chắn thắng nhưng mà tốn đô la quá nhờ. Cực kỳ tốn luôn đấy. Nếu mà 400 đúng không? Chắc vẫn chơi được. Chơi thôi. Sacro và Ichthyosaurus thì cho nào đây? Chọn này, con này đều như nhau cả nhờ. Lựa chọn đi, con này đi. Chúng ta lựa chọn sai là chúng ta sẽ thôi con này đi cho đỡ tốn này anh em. Ok. Cái này trận này có vẻ khó hơn trận trước một chút đấy. 6, 12. Đợi xem, tấn công mình cái. Để mình còn biết cái nhỉ. Oh man, chết rồi. Thông thường thì nó sẽ... Ôi thủ 2 à. Con này mình đai mất rồi. Đừng tấn công nhá, đừng tấn công nhá. May thế, tuyệt vời. Trận này tốt rồi anh em. Như vậy là nó sẽ có 3 lần. Tấn công hay phòng ngự đây? Không tấn công. Nó sợ hay sao nhỉ? Bó tay luôn. Nào xem thủ mấy, thủ 3. Nó sợ là mình giết nó hay sao nhỉ? Bó tay. 4 này, 4 lần luôn. Yes, ghê nhỉ. Như vậy là nó sẽ hết thủ rồi đấy. Tấn công nào anh em. 1 chiêu, 2 chiêu, 3 chiêu là 1663. Ba chiêu là đủ đam rồi, thoải mái đi. Nó sẽ còn ít nhất là 2 con nữa nha. Ê, khá là khó chơi nhỉ. 4 lần như vậy nó cũng sẽ hết lần luôn đấy. Tấn công toàn lực luôn, ghê, được đấy. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3 và thủ khoảng 2 lần nhỉ. Phát sau là mình cũng sẽ giết được nó luôn. Cái này thì chắc chắn là thắng rồi. Tyrannosaurus. Ok. Tấn công hay phòng ngự đây? 4. Ok. Nó chết sớm luôn rồi mà. 7 này. Đã xong còn Tyrannosaurus thứ 2. Đây là 6 con chứ, 6 con Tyrannosaurus chứ. Thêm 3 con nữa là chúng ta sẽ được gặp Pet Legendary. Một trận chiến cực kỳ khó khăn. Má ơi. Đây đây. Trận này cũng sẽ là Tyran, sao toàn lắm Tyran thế này. Con này sẽ được hồi sinh này. Đấy, chắc chắn luôn. Mình cần thêm Ichthyosaurus nữa. Lên lên lên. Và mình sẽ cần một con ăn thịt để tăng cơ ở phía trên. Con nào cũng được, con nào cũng được, không cần nhất thiết là phải ấy. Nếu mà may mắn thì chúng ta vẫn sẽ như lúc nãy. Rồi ít nhất là mình sẽ trụ được một đòn, ít nhất sẽ trụ được một đòn của nó và ít nhất sẽ có 2 lần đánh. Thế thôi. Đấy, thấy chưa? Yes. Quả này mà mình bỏ lượt như mình đoán nó lại là 2 thủ chắc là quả này đai luôn này. Cho nên để ít nhất lên được khoảng 3 lần nha. Tyrannosaurus Rex. Đấy, hay mình lên được 4 lần rồi anh em ạ. Quá ngon rồi. Quả này là êm rồi. 3-3-3. Rồi, ok. Nào. Tấn công 4 đi. Thông thường sẽ tấn công khoảng 3 lần thôi. 4 luôn à? Thôi để dành thôi. Vào đây, vào đây, vào đây. 4 lần luôn. Nó điên cuồng tấn công mình như vậy. Càng tốt. Càng điên cuồng càng tốt thôi. Mình không cần phải quá lo lắng với cái chuyện đó. Mình sẽ 1 lần, 2 lần và 3 lần. Mình sẽ để dành như thế này. Nào, let's go. Vào đây này, một K6. Vào đây, vào đây, vào đây. Dồn đòn cho con cuối cùng. Ok, nó không tấn công. Như vậy là có lẽ nó sẽ còn khoảng là để dành như thế này đi. Như thế này đi xem nào, xem tấn công kiểu gì. Ô, thủ 4 luôn à. Ấy chà chà chà. Không tấn công anh em ạ. Mình cũng không biết là nó sẽ đánh kiểu gì đây. Chơi thử xem nào. Nó thủ 4, nó chuyên là thủ 4 nhá. Đấy. Rồi ok, bây giờ thì nó sẽ không còn thủ nữa rồi. 1, 2, 3. Cái này chắc chắn nó thua rồi anh em ạ. Đỡ thì quá được nữa. Nào, vẫn chơi kiểu bài cũ. Chúng ta một mình con Ichthyosaurus này hạ được 2 con rồi. Thế thì càng dễ hơn nữa nhờ. Tyrannosaurus thì muốn giết mình là phải dùng cả 4 lần. Đấy. Mình truyền thủ 2 thôi là nó cũng méo mặt rồi. Mà thôi, mình sẽ tấn công luôn vào ngay. Phun lực luôn. Chạy đâu? Tyrannosaurus. Đấy, 12.000 máu. Cực kỳ khỏe nha. Yeah. Rồi, mình đã hoàn thành được cái này và mình sẽ kiếm được một gói pack Super Ray á. Ô, tại sao mình lại được một con Super Ray nhỉ? Đáng lẽ là phải được một con Legendary chứ. Có vẻ như khá là đen nhỉ. Tại sao một cái pack ra được có mỗi Super Ray ta? Đen vậy. Đen vãi cả trưởng luôn đấy. Ui cái gì đấy? Phoenix X44 à? Đó chính là một con boss cuối tuần. Đẹp. Thôi rồi luôn. Một con hệ chim bay. Rồi mình sẽ có một cái event nhỏ nữa. Có nên chơi cái này không? Cái này đây. Còn một cái nữa. Cái này thì nó hơi bị mệt một chút là chúng ta cần phải hồi sinh bọn kia dậy. Có lẽ nên thôi không nên hồi sinh làm gì cả. Đánh bằng mấy con này được không? Không được. Mấy con này thì hệ đây bị khắc. Khó chịu lắm. Sao đánh được? Chắc là mình sẽ... Rồi ok thì mình sẽ dừng tập này để anh nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Bye bye.